Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 81, Đối xử khác biệt. Sau khi nhạc thanh hoa đá nhìn Yến chỉ chậm rãi mặc lại áo thì khóe môi hắn lại dương lên, tạo thành một nụ cười gượng gạo cứng ngắc. Điện hạ đây là... Yến chỉ không nhanh không chậm cài lại nút áo cuối cùng, vết thương trên lưng còn chưa khỏi. Hắn trả lời đơn giản khiến cho khóe môi nhạc thanh co giật mà không dám nhiều lời nữa. Hắn tự biết rằng vết thương trên lưng Yến Trì là do hắn gây ra, tuy nghe Yến Trì nói vậy thế nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ không vui. Cũng may hắn nhìn thấy bình thuốc trên tay tần hoan nên mới thở hắt ra. Không gian xe ngựa chật hẹp, nếu như điện hạ không khỏe hay là cùng lên thuyền trên hồ lệ thủy để cử cô nương nhìn xem. Yến chỉ lắc đầu cửu cô nương y thuật cao mình tạm thời đã không còn gì đáng ngại nói xong hắn nhìn về phía tần hoan thái trưởng công chúa ở bên ngoài chờ ngươi tìm tần hoan đập thình thịch yến chỉ cũng đã nói thái trưởng công chúa ở bên ngoài chờ nàng thì nàng đã cho rằng ngươi chờ nàng bên cạnh bờ hồ lệ thủy ai ngờ được là ngươi lại chờ nàng ngay trên phố chính chỗ này an dương hầu phủ ở thành tây tần phủ ở thành đông còn hồ lệ thủy là ở thành nam người nhạc gia muốn đón tần hoan mà lại càng muốn đi chung với nàng nên mới chờ ở ngay trên phố chính, trục đường trung tâm rộng nhất thành Cẩm Châu. Chỉ không ai ngờ được khi nhạc thanh vén màn xe lên lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tần Hoan bước xuống xe, đi đến bên cạnh Thái trưởng công chúa nhẹ nhàng hành lễ. Giang Thị và Nhạc Quỳnh đều ở đây, Nhạc Ngưng đang đỡ Thái trưởng công chúa, Nhạc Giá và Ngụy Môn Chi cũng đứng bên cạnh. Cả đám người đều khí độ bất phàm thân phận cao quý bọn họ chỉ cần đứng như vậy thôi cũng khiến người qua đường liên tiếp nhìn sang. Thái trưởng công chúa kéo tay nàng. Vốn là nhạc ngưng đi đón con, thế nhưng lão thái bà ta lại đột nhiên muốn đi ra ngoài chơi nên phải bảo tĩnh su và nhạc ngưng ở bên cạnh chăm sóc, vì thế mới để tiểu thất đi đón con. Vết thương của tiểu thất thế nào rồi? Tần Hoan không cảm thấy chút kỳ quái nào, vẻ mặt bình tĩnh như không. Vết thương đã bắt đầu khép lại, thái trưởng công chúa không cần lo lắng, ngược lại là người hiện tại miệng vết thương cũng chưa hoàn toàn bình phục nên hôm nay người phải cẩn thận một chút thái trưởng công chúa ho nhẹ con yên tâm cái này ta biết chỉ là hôm nay có nghi thức cầu phú cho nên ta càng không muốn bỏ qua tiết thu tịch ở thành cầm châu không biết ta còn tham dự được bao nhiêu lần nữa nên hôm nay cứ để bản thân buông thả thôi bà nói xong lại kéo chặt tay tần hoan đi con đi chung xe với ta và nhạc ngưng ba người chúng ta cùng đi Nhạc ngưng đang đỡ thái trưởng công chúa, tần hoan thấy thế cũng đỡ bên còn lại của thái trưởng công chúa. Nàng nhìn sang bên đường thấy có bốn, năm chiếc xe ngựa to đều treo ký hiệu của An Dương Hầu Phù. Thái trưởng công chúa để nhạc ngưng và tần hoan đỡ lên một chiếc xe ngựa, những người khác ở đằng sau cũng lục tục lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh, cả đoàn xe cùng như chậm rãi hướng về bên hồ lệ thủy. Trong xe ngựa thái trưởng công chúa nắm tay tần hoan hỏi vết thương của tiểu thất thật sự không còn gì đáng ngại nữa chứ. tần hoan gật đầu. vâng, miềm vết thương của trì điện hạ đã bắt đầu khép lại. do tần hoan dùng loại thuốc quá mạnh nên hiện tại vết thương mới cực kỳ ngứa ngáy. ban đầu tần hoan hỏi thì điện hạ nói vết thương rất không ổn. tần hoan lo lắng bản thân mình dùng thuốc sai nên mới tranh thủ ở trong xe ngựa xem xét lại. thái trưởng công chúa yên tâm, thuốc của tần hoan khiến cho vết thương khép miệng nhanh hơn, trì điện hạ sẽ khỏi rất nhanh đáy mắt thái trưởng công chúa hiện lên ý nghĩ sâu xa, nhạc ngưng hừ một tiếng rồi nói. Chẳng phải ngươi nói hắn có rất nhiều vết thương sao? Một khi đã như vậy thì sao ngứa xíu đã không nhịn được? Từ lúc phát hiện Yến chỉ thuận tay trái đến nay thì nghi ngờ của nhạc ngưng đối với hắn hoàn toàn không thuyên giảm, mà trước mặt thái trưởng công chúa nàng cũng không hề có ý muốn giấu diếm. Tần Hoan cười khổ. Có thể do trong quân không có đại phu, hiện tại có rồi nên phải nói thẳng ra. Nhạc ngưng trao mày không nói chuyện, trên mặt thái trưởng công chúa tràn đầy ý cười ấm áp. Ngày trước khổ sở nhất là tiểu thất, mảnh đất sóc tây kia là nơi gian khổ tận cùng của đại chu. Phụ thân nó vất vả thì cũng thôi, lại còn dẫn theo thằng bé đi nếm mật nằm gai nữa. Năm đó ta cũng khuyên bảo rất nhiều nhưng đều vô dụng, hiện tại nó đã đến cẩm châu này thì đương nhiên phải chăm sóc nó kỹ một chút. Nói xong thái trưởng công chúa lại giữ chặt lấy tay tần hoan nghe nói trước đây tiểu thất không thích người ngoài dùng thuốc hay hỏi han chữa trị gì cho nó bây giờ ngược lại hoan nhi lại có thể trị được nó thì ta đúng là còn thiếu hoan nhi thêm một phần tình nghĩa nữa rồi tần hoan không dám nói gì trong đầu lại nhớ đến vết sẹo hung tàn trên người yến trì những vết sẹo này hoặc là vết đao hoặc là vết kiếm mà tất cả những vết đó đều là sẹo lồi lên chứng tỏ lúc mới bị thương không được chữa trị đàng hoàng ban đầu nàng chỉ nghĩ rằng mỗi một lần bị thương thì bên cạnh yến chỉ không có người nào biết y thuật cho nên mới để chậm trễ nhưng hiện tại nghe được câu này của thái trưởng công chúa nàng mới hiểu được nguyên do y dược thiếu thốn chỉ là một chuyện chỉ sợ hắn thật sự không thích bị hỏi han dùng thuốc nhạc ngưng nhíu mày thật sự như vậy ta cũng nghe nói tên tuổi của chị điện hạ ở phía tây thật sự khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi lúc hắn đến cẩm châu cũng không biểu hiện bị thương gì cả nếu như hắn thật sự không thích người ta hỏi han dùng thuốc thì tại sao lại để tần hoan trị thương cho hắn? Thái trưởng công chúa cười ấm áp, thế nhưng đôi mắt lại hơi tối lại. Tần hoan nhíu mày. Lần này vết thương của Điện Hạ nếu tiếp tục không chạy chữa đàng hoàng thì sẽ ảnh hưởng đến tạng phủ lưu lại di chứng. Nàng ngụ ý chính là yến trì vì vết thương đã đến thời điểm không thể không trị nên mới đồng ý để tần hoan chữa cho hắn. Nhạc ngưng bốp chát, ngược lại ta lại cảm thấy ngươi cực kỳ tín nhiệm với trì điện hạ, còn hắn đối xử với ngươi thì càng ngày càng khác biệt. chương 82, Người giỏi đánh đàn Yến chỉ đến sớm hơn so với giờ hẹn khoảng gần nửa canh giờ, mà vì người An Dương Hầu Phủ muốn cùng đi chung với Tần Hoan nên thành ra phải đi đường vòng. Cộng thêm trên xe có thái trưởng công chúa nên xe ngựa đi rất chậm, lúc đoàn người đến được bên hồ lệ thủy thì hoàng hôn cũng vừa buông xuống. Ánh dương vừa tan hết, Vòng trời như bị bao phủ bởi một tầng sương khói. Trời còn chưa tối hẳn nhưng bên bờ hồ lệ thủy đã cực kỳ náo nhiệt. Cách từ xa tần hoan đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào vui vẻ vọng sang đây. Trước giờ hoan nhi đã đến đây chưa? Tần hoan lắc đầu. Chưa từng đến. Trước đến nay tần hoan đều chỉ loanh quanh trong viện. Thái trưởng công chúa vừa nghe đã hiểu lý do vì sao. Bà chỉ cầm tay tần hoan mà không hỏi gì thêm. Rất nhanh sau đó xe ngựa đã dừng lại. Xe ngựa mới vừa dừng, tiếng bước chân của Nhạc Thanh đã truyền từ đằng sau đến phía trước xe, hắn vén màn xe lên rồi nói: "Tổ mẫu, Tôn Nhi đưa người lên thuyền trước nhé." Thái trưởng công chúa cười tít mắt: "Trên bờ có chợ đèn, con không đi chơi à?" Nhạc Thanh nhìn sang Tần Hoan: "Năm nào con cũng đi chợ đèn rồi, không có gì vui cả." "Đương nhiên Tôn Nhi phải dìu người lên thuyền trước rồi." Thái trưởng công chúa gật đầu bà buông tay tần hoan ra rồi đưa qua nhạc thanh ngoan lắm con đã có hiếu như vậy thì con đỡ ta lên thuyền đi nói xong thái trưởng công chúa lại nhìn tần hoan nói hoan nhi chưa từng được đến đây bảo ngưng nhi dẫn con đi dạo chợ đèn trước chút nữa còn có thể thả đèn trời thả hoa đăng nếu thích cái gì thì cứ mua mấy món về mà chơi nhưng nhớ dọc đường đừng có ăn vặt nhiều quá đồ bên ngoài không mấy sạch sẽ cẩn thận bị đau bụng bờ hồ buổi tối cũng hơi lạnh áo choàng và mũ cũng đừng cởi ra. Thái trưởng công chúa dặn dò từng ly từng tí khiến trong lòng Tần Hoan ấm áp hẳn lên. Nàng vội vàng đáp lời. Nhạc Thanh đứng bên cạnh trợn tròn mắt, hắn vốn tưởng rằng Tần Hoan sẽ lên thuyền cùng với thái trưởng công chúa. Thái trưởng công chúa quay đầu lại, "Thanh nhi, sao thế, con lại muốn đi chơi rồi à?" Nhạc Thanh vội lắc đầu, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Làm gì có thế nào chứ? Tôn Nhi dìu tổ mẫu lên thuyền, sau đó Tôn Nhi quay lại đi dạo cũng không muộn. Thái trưởng công chúa cười hòa ái, sau đó lại nhìn về phía mấy người Nhạc Giá và Yến Trì. Mấy đứa cũng đi chơi đi, tối nay trên thuyền chỉ chuẩn bị đồ ăn chay, cơm tối cũng ăn luôn trên thuyền, đợi đến lúc nào đi du hồ rồi gọi bọn con sau. Hồ Lệ Thủy là một hồ nước tự nhiên nằm ở phía nam thành Cẩm Châu, bao quanh bởi sông Lệ Thủy tiếp theo dòng lệ thủy xuôi xuống phía nam là nhập vào sông lệ. Vào ngày bình thường, bên bờ hồ lệ thủy cũng chính là một khu vực rất tao nhã của thành Cẩm Châu, thuyền hoa nườm nượp, tử quán trà lâu thư viện mọc lên san sát nhau. Văn nhân tài tử trong thành Cẩm Châu ai ai cũng lưu luyến nơi này. Hiện tại là chợ đèn lễ thu tịch, khắp xung quanh hồ lệ thủy ánh nước lung linh, đèn hoa rực rỡ. Nếu nói quy mô nhỏ thì không nhỏ, nhưng lớn cũng không lớn, mọi người cùng tụ tập lại một chỗ vui đùa nên đương nhiên nếu cần cho gọi về thì cũng rất nhanh có thể tìm thấy thái trưởng công chúa căn dặn xong bước chân nhạc thanh cũng nặng nề hơn hắn đỡ thái trưởng công chúa lên thuyền của an dương hầu phù hồ lệ thủy có sức chứa đủ hàng trăm chiếc thuyền hoa thế nhưng tối nay chỉ có khoảng hơn hai mươi chiếc phía sau mỗi chiếc thuyền đều đại diện cho phố quý và quyền thế trong thành cẩm châu thuyền của mỗi nhà đều trang hoàng khác nhau, nhưng tất cả đều trang đèn cực kỳ hoa lệ rực rỡ, từng chiếc từng chiếc đều giống như trốn bồng lai tiên cảnh trên mặt hồ. Người dân bình thường mặc dù không được phép lên thuyền, nhưng chỉ cần nhìn cảnh tượng xa hoa này cũng đủ thấy cảnh đẹp ý vui, mà những thuyền hoa này đương nhiên cũng trở thành một bức tranh phong cảnh rực rỡ hoành tráng trên hồ lệ thủy. Người muốn đi dạo ở đâu? Nhạc ngưng chỉ trò ra đằng trước. Vòng quanh hồ này là chỗ vui chơi và ăn uống, có phải trước giờ cuộc liên hoan nào ngươi cũng chưa từng đến? Tần Hoan nghe thế liền nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Chắc là chưa từng. Nhạc Ngưng nhíu mày. Chắc là. Phục Linh đi sau lưng Tần Hoan, nghe thế liền trả lời thay. Khởi bẩm quân chúa, sau khi tiểu thư nhà ta rơi xuống hồ thì bị thương ở đầu, có nhiều chuyện trước đây không nhớ rõ lắm. Trước đây lúc lão gia và phu nhân còn sống thì tiểu thư có từng đi hội đèn lồng rồi. Nhạc ngưng nhìn tần hoan. Kỳ quái thật, nhiều chuyện nhớ không rõ nhưng y thuật lại nhớ rất rõ ràng. Tần hoan thở phào, lúc vừa mới trọng sinh trở lại nàng còn hơi sợ hãi nên mới để lộ ra sơ hở. Nhưng hiện tại nàng đã hoàn toàn tiếp thu thân phận của cựu tiểu thư, cho nên đã cực kỳ bình tĩnh trước những hoài nghi như thế này. Cũng không phải là không có khả năng, trong sách y có nói, có rất nhiều người sau khi bị tổn thương thì có khi ngay cả thân nhân của mình cũng không nhận ra, nhưng học vấn tài nghệ thì vẫn còn, chẳng hạn như biết chữ vẽ tranh, biết làm bếp hoặc nghề mộc, v, v. Nói đến y thuật thì đương nhiên không ai có thể nghi ngờ tần hoan, nhạc ngưng gật gật đầu. Chuyện ngươi bị rơi xuống hồ như thế nào vẫn chưa nghe thấy ngươi nhắc đến. Tần Hoan nhìn lướt qua thấy mấy người nhạc giá còn đang chờ, nàng cười nói. Quần chúa muốn biết thì sau này Tần Hoan nói cho quần chúa là được. Hiện tại đúng là Tần Hoan chỉ muốn quần chúa dẫn Tần Hoan đi dạo chợ đèn hoa, giá thế tử chắc chắn đã từng đến đây rồi thế nhưng Ngụy Công Tử và Trì Điện Hạ đều là lần đầu tiên đến Cẩm Châu, quần chúa cần phải làm tốt vai trò người dẫn đường. Nhạc ngưng đảo đảo mắt rồi mới nhún vai đi về phía trước. Một khi đã như thế thì đi về hướng này thôi. Nhạc ngưng nói xong liền sung phong đi lên đầu tiên, Tần Hoan dẫn Phục Linh theo sau, còn mấy người nhạc giá cũng bắt đầu bước đi trong lòng nhạc giá tạm thời cất giấu muộn phiền ngày đại hôn, thế nhưng nếu so sánh thì ngụy Môn Chi ở bên cạnh còn bi thống hơn hắn nhiều. Mà không chỉ có bi thống, còn có lo lắng sợ hãi và tự trách không thôi, cho nên nhạc giá ra sức thể hiện mình là chủ nhà, giới thiệu đủ thứ cho ngụy Môn Chi. Đoàn người mới đi được vài bước, đến chỗ chiếc thuyền đậu ngay bên cạnh đã nghe thấy một tiếng đàn vang lên, tiếng đàn réo rắt vang vọng trên khắp xung quanh hồ lệ thủy. Âu lộ vong cơ. Đột nhiên có một người cất tiếng nói. Tần Hoan quay người nhìn lại, thực ra là tiếng của Ngụy Môn Chi. Tần Hoan cẩn thận nghe tiếp một lúc mới nhận ra đây đúng là khúc Âu lộ vong cơ. Tần Hoan khẽ cười. Ngụy công tử mới nghe tiếng đàn đã biết được là khúc nhạc nào nhanh như vậy, nhất định là một người rất giỏi đánh đàn nhỉ? Trên mặt Ngụy Môn Chi vốn đang rất thưởng thức tiếng đàn, nghe Tần Hoan hỏi thì hắn hơi giật mình rồi phục hồi tinh thần lại, hắn lắc lắc đầu cũng không phải, nếu so sánh thì huynh trưởng ta mới là người biết đánh đàn, tại hạ chỉ nghe hắn đàn nhiều nên mới nhớ được khúc này thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 83, Liên Hoan Thu Tịch. Ánh sáng chớp lóe trong đầu tần hoan. Lệnh huynh cũng giỏi đàn. Ngụy Ngôn Chi gật đầu. Phải, ta huynh từ nhỏ đã có thiên phú nên mẫu thân đã mời nhạc sư tốt nhất kinh thành về dạy hắn sau này lớn tuổi rồi phụ thân nói nam tử hán không thể cả ngày đàn hát nên gia huynh mới từ từ buông bỏ khúc âu lộ vong cơ này chính là khúc mà gia huynh thích nhất nên ta cũng đã nghe thấy rất nhiều lần giờ mới nghe thôi ta đã nhận ra được rồi tần hoan mím môi ngụy công tử cũng biết tống tiểu thư rất giỏi đánh đàn ngụy ngôn chi đột nhiên đau xót gật đầu đương nhiên là biết tiểu nhu là vì nhìn thấy gia huynh tập đàn nên mới hứng thú học theo Nhạc sư kia vừa dạy Gia huynh vừa dạy Tiểu Nhu. Kỹ thuật của hai người bọn họ có thể tính là truyền thừa từ đời này qua đời khác được rồi. Tần Hoan gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến dấu răng trên vai Tống Nhu. Dấu răng đó đã lưu lại được khoảng 7 tháng, nếu không phải do trùng hợp thì dấu răng đó chỉ có thể suy đoán theo hướng ái muội. Tống Nhu sinh sống trong khuê phòng, bình thường có thể tiếp xúc với nam tử thì đơn giản chỉ có vài người biểu ca dấu răng đó có thể là do công tử dòng chính ngụy gia cùng tập đàn với nàng gây ra hay không? Thì ra là thế, nghe nói lần đưa dâu này vốn nên là lệnh huynh đưa đi, nhưng mấy ngày trước hắn lại ngã gãy chân. Ngụy ngôn chi gật đầu. Ngoài trừ yêu đàn thì gia huynh còn thích thuần dưỡng ngựa tốt, ngày đó do đang thuần ngựa nên mới ngã xuống bị thương ở chân. Bởi vậy nên đành để cho ta đi thay. Tần Hoan khẽ gật đầu. Hiện tại lệnh huynh đang dưỡng thương ở Kinh Thành. Đúng vậy. Ngụy Ngôn Chi thở dài. Tương lai Gia Huynh cũng phải đi vào con đường làm quan, nếu như bị thương tàn tật rồi thì đời này cũng coi như hủy. Chấm. Ngụy Phủ cũng không có căn cơ sâu, con cái trong nhà muốn tiến lên trên thì chỉ có mỗi một con đường là ra làm quan. Mà Đại Chu có luật, phàm là kẻ tàn tật thì không thể nào tham gia trốn quan trường được. Tần Hoan gật đầu, Nhạc Ngưng đứng bên cạnh nói. Hôm nay là dẫn ngươi đến đi chơi cho khuây khỏa nên đừng có suy nghĩ nhiều như thế, tạm thời quảng truyền của Tống Tiểu Thư sang bên cạnh đi, mọi người thoải mái một chút. Ngụy Ngôn Chi cười khổ. Là ta khiến cho mọi người mất hứng rồi. Tần Hoan khẽ cười. Sao nói thế được, Ngụy Công Tử tình thâm nghĩa trọng nên mới đau khổ trong lòng. Chúng ta ai cũng hiểu được, chỉ là không hy vọng Ngụy Công Tử sầu bi quá nặng. Nếu như Tống Tiểu Thư dưới suối vàng có biết thì nàng cũng không hy vọng công tử như vậy. Ngụy Ngôn Chi gật đầu. Ta hiểu mọi người đều muốn tốt cho ta, đa tả. Nhạc ngưng chớp chớp mắt. Được, tiếp tục đi đến phía trước, chúng ta đến đó mua một mọn đèn về chơi. Đương nhiên Tần Hoan nghe theo. Tất cả đều nghe quận chúa. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, tiếng đàn du dương vẫn vang vọng trên mặt hồ, không lâu sau còn nghe thấy tiếng hát bay bổng của nữ tử. Nhạc ngưng liền nói. Trên hồ cũng có cả mấy thuyền hoa bình thường, nữ tử bên trong phần lớn là có chút tài danh nhưng lại lưu lạc phong trần hàng ngày cái đám quý công tử ở Cẩm Châu đều thích đến mấy chỗ này tiêu khiển. Tần Hoan trợn mắt nhìn. Sao quần chúa còn biết cả những chuyện này? Nhạc ngưng hư nhẹ. Nhìn ta giống với đám tiểu thư yêu kiều không ra cổng trước không bước cổng sau của kinh thành hay sao? Đương nhiên là không. Tần Hoan lắc đầu bật cười, nàng ngước nhìn lên thấy hai bên chợ đèn là tiểu lâu trà quán cũng được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Trời đã tối hẳn, đèn hai bên đường tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ in bóng xuống toàn bộ mặt hồ lệ thủy trông đẹp đẽ cứ như ao cảnh. Tần Hoan càng đi về phía trước thì càng cảm thấy như mình đang bước đi trong mơ. Đi, chúng ta qua bên kia xem xem. Nhạc ngưng kéo cổ tay Tần Hoan rồi lại nhìn về đám người nhạc giá. Đương nhiên đại ca không thích mấy cái này, đại ca dẫn chỉ điện hạ với ngụy công tử đến thư viện bên kia đi. Chỗ nhạc ngưng muốn đi là khu bán đồ chơi nhỏ, son phấn, trang sức, gấm vóc. Mấy đại nam nhân như đám người nhạc giá đương nhiên không hứng thú gì. Nghe thấy nhạc ngưng nói thế nên nhạc giá liền gật đầu, lập tức mời Yến Trì và Ngụy Môn Chi đi qua chỗ khác. Màn đêm đã bao phủ thành cầm châu nhưng người đi đến chợ đèn càng ngày càng nhiều. Nhạc ngưng kéo theo tần hoan, còn tần hoan lại kéo theo phục linh. Có như vậy thì mới không bị đám đông chen lấn cho lạc nhau. Nhìn này, đèn lồng ở đây đặc biệt xinh đẹp, người có muốn mua một cái không? ba người tần hoan đứng phía trước một quầy hàng rong bán đèn lồng trên quầy hàng nho nhỏ treo rất nhiều đèn tạo hình cũng không giống nhau vừa có đèn nhỏ vẽ hình hoa mai lan trúc quốc tao nhã vừa có đèn vẽ hình chim cá côn trùng lẫn thú dữ tần hoan nhìn hết một lượt rồi chỉ vào một ngọn đèn hình hoa lan cái này đẹp mắt quần chúa thích cái nào nói xong nàng lại quay lại nhìn phục linh phục linh thích cái nào ánh mắt phục linh từ sớm đã sáng hơn cả đèn nàng xem đi xem lại rồi chỉ vào một ngọn đèn hình chim hỉ thước. Tiểu thư, nô tỳ thích cái này. Nhạc ngưng sờ sờ cầm. Ta không cần, ta không thích mấy thứ này, chủ yếu là dẫn người đến đây thôi. Tần hoan nghiêng lệch cả đầu. Lấy một đèn hoa lan, một đèn hỉ thước, à lấy thêm cả. Một cái thanh tước. Nhạc ngưng trao mày đang định từ chối thì tần hoan lập tức nói. Nếu đã cùng đi chơi lễ thu tịch thì quận chúa cũng nên chung vui cùng chúng ta, không thì chẳng phải bọn ta đang làm càn sao? Nhạc ngưng mấp máy môi định nói nhưng lại thôi. Tần Hoan rút tiền từ trong tay áo ra trả rồi sau đó mọi người cầm đèn rời khỏi quầy hàng. Các nàng vừa mới đi thì mọi người tụ tập lại đây càng nhiều. Có thể thấy rằng hôm nay người đi chơi hội quá đông. Nhạc ngưng nhìn đèn thanh tước trong tay cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Trong ba ngọn đèn thì đèn thanh tước này là quý nhất. Thanh tước là một loài thần điểu trong truyền thuyết chỉ thấp hơn Phượng Hoàng một bậc. Tần Hoan mua cái này ý muốn nói thân phận của nhạc ngưng tôn quý, cũng muốn nguyện cho nàng được cắt tường như ý. Nhạc ngưng nắm chặt cán đèn, phải biết rằng đã rất nhiều năm rồi nàng không hề mua đèn về chơi. Wow, bên kia là cái gì? Ba người vừa đi được vài bước thì đã thấy một quầy hàng rong đằng trước đông kín người, nhạc ngưng tập trung nhìn mới thấy. Là quầy bán mặt nạ, người xem, đằng trước có mấy người đang đeo mặt nạ kìa lễ tu tịch còn có lễ tế tự bởi vậy mặt nạ cũng trở thành đồ vật để bày bán ở chợ tần hoan vui vẻ đi chúng ta qua đó xem xem cũng không phải là tần hoan có ý muốn đi chơi chỉ là nàng nhớ đến trước nay đều chưa hề được vui chơi như vậy phụ thân và mẫu thân cũng muốn đưa nàng đến hội tu tịch ở kinh thành so với cẩm châu thì hội ở kinh thành long trọng náo nhiệt hơn nhiều Thế nhưng lần đó mọi người vừa mới ra khỏi cửa thì lại có bản án cần xử lý của đại lý tự tìm đến, phụ thân đành bất đắc dĩ đi đến nha môn trước. Không có phụ thân đi cùng, nàng và mẫu thân đi cũng không còn gì vui nên đành quay về, sau này phụ thân còn tự trách mình mãi, cứ nói năm sau phải đi, lại còn sai người đi mua đèn lồng đem về phù. Nói chung là vẫn vui vẻ náo nhiệt, nhưng mà cũng chỉ có duy nhất lần đó hai năm sau mỗi khi đến thu tịch thì hoặc là phụ thân phải ra ngoài phá án, hoặc là công việc trong nha môn nhiều, nàng cũng tận mắt chứng kiến điều đó nên không dám nhắc đến chuyện đi hội nữa. Nếu không có đêm hôm 21 tháng 7 đó thì có lẽ bây giờ nàng đã được cùng phụ thân mẫu thân cả nhà đoàn viên mua đèn lồng ở Kinh Thành rồi. Tần Hoan vừa đi vừa nhớ lại, đến bên quầy bán mặt nạ, bên trên giá treo là những mặt nạ màu sắc không giống nhau hoa văn bên trên đa phần là thần thú thượng cổ. Tần Hoan nhìn nhạc ngưng. Quận chúa thích cái nào? Nhạc Ngưng mím môi. Ta vốn là không muốn, nhưng nếu người muốn mua thì người cứ quyết định đi. Ánh mắt Tần Hoan hơi đổi. Tính tình Quận chúa cởi mở không câu nệ, hay là chọn phong bá? Phong bá là một trong những thần thú thượng cổ, chính là thần gió, có thể khống chế mưa gió trốn nhân gian. Tần Hoan chọn cái này đương nhiên là hợp ý nhạc Ngưng. Nhạc ngưng liếc nhìn tần hoan một cái rồi nói. Không ngờ rằng ngươi lại hiểu biết nhiều như vậy, cứ chọn cái này đi. Tần hoan lại nhìn Phục Linh. Em thích cái nào? Phục Linh làm sao biết được mấy con thần thú thượng cổ này tròn méo thế nào? Nàng u u cạc cạc lắc đầu. Tiểu thư chọn cái nào thì nô tỳ sẽ đeo cái đó. Tần hoan nhìn một lát rồi trầm ngâm. Vậy em đeo quả ba chân đi. Phục Linh rất vui nhưng cũng chẳng biết quả ba chân này có ý nghĩa gì còn chủ quầy hàng vốn đang bận rộn chào hỏi khách khứa liên tục nhưng khi hắn thấy được tần hoan chọn mặt nạ rất hiểu biết thì mới bắt đầu chú ý đến lời nói của mọi người hắn cười cười tiểu nương tử này thật lợi hại thần thú trên mặt nạ này đều nhận ra ư tần hoan cười ta chỉ biết một chút thôi tiểu nương tử thật khiêm tốn chủ quầy nói xong rồi nhìn sang phục linh quả bát chân là loài chim mang đến điểm lành tượng trưng cho tinh túy của mặt trời sẽ mang đến cho nhân gian vui vẻ và may mắn. Ta thấy vị tiểu nương tử này có gương mặt tròn với đôi mắt trong sáng, ắt hẳn là có tính cách đơn thuần hoạt bát và trung chính, người đeo mặt nạ quả ba chân là thích hợp hơn cả. Phục Linh nghe lời tiếp thị của chủ quầy thì vui vẻ cực kỳ. Sau đó chủ quầy lại nhìn sang tần hoan. Không biết tiểu nương tử muốn chọn cái nào? Hắn vừa hỏi thì nhạc ngưng và Phục Linh cũng nhìn tần hoan. Tần hoan cũng đã suy nghĩ xong từ lâu nàng chỉ vào một cái trong số đó. Ta muốn cái này. Phục Linh nhìn theo tay Tần Hoan chỉ, đột nhiên nhíu mày. Mặt nạ của nhạc ngưng là phong bá, mặt người mình chim, lại được tô vẽ rất tinh xảo cho nên trông thấy rất vui tay vui mắt, còn quả ba chân của Phục Linh lại đẹp đẽ hoa lệ. Thế nhưng cái mặt Tần Hoan vừa chỉ là một thứ có thân to như trâu, chỉ có một sừng, cả người đều mang bộ lông đen xì dựng đứng, nhìn vừa hung dữ vừa dã man chủ quầy cũng hơi kinh ngạc. Giải trái, sao tiểu nương tử lại chọn giải trái? Các tiểu nương tử khác đến đây đều chọn mấy thứ đẹp đẽ như thanh điểu hay phượng hoàng, nhưng tiểu nương tử này lại không giống vậy. Giải trái này có thể nghe hiểu tiếng người, đôi mắt trận to, có thể phân biệt đúng sai phải trái, có thể nhận biết thiện ác trung thành gian dối. Dung mạo của tiểu nương tử rất xinh đẹp thanh tú, nhưng trong lòng lại có một dũng khí khác với người bình thường nhỉ nhạc ngưng và phục linh trợn mắt nhìn biết phân biệt đúng sai phải trái biết thiện ác trong thành gian dối đúng là quá mức tương xứng với tần hoan tần hoan lấy mặt nạ dài trái rồi đưa bạc cho chủ quầy ngươi khen nhầm rồi ta chỉ là không muốn giống với các tiểu nương tử khác thôi nói xong tần hoan mới vừa đi ra ngoài vừa đeo mặt nạ lên vừa đeo mặt nạ lên nhìn tần hoan lập tức trở nên hung thần ác sát Phục Linh và Nhạc Ngưng thay thế cũng lấy mặt nạ ra đeo lên, ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một lúc rồi không hẹn mà cùng cười rộ lên. Nếu như Thái trưởng Công Chúa và Giang Thị nhìn thấy cảnh này thì có lẽ hai người bọn họ cũng không phân biệt được ai là ai. Bắt đầu rồi, mau mau mau. Bỗng nhiên đằng trước tần hoan có người hô lên, ngay lập tức đám người vốn đã chen chúc chật ních đã biến thành một đám đông di chuyển về phía trước ba người tần hoan vì cầm theo đèn nên không tiện nắm lấy nhau, vừa bị người ta chen một cái đã bị tách ra. Tần hoan không có cách nào khác đành phải chỉ chỉ về hướng đám đông đang tiến đến. Chỉ cần cứ đi theo dòng người thì cuối cùng các nàng vẫn có thể tụ lại được một chỗ. Tần hoan suy nghĩ cực kỳ đơn giản, nhạc ngưng và phục linh cũng nhìn thấy ngón tay nàng chỉ. Nhưng rất nhanh sau đó chân mày tần hoan trao lại, hóa ra đám người này lại chia làm hai nhóm nàng là bị chen đến chỗ của một nhóm người khác, càng ngày càng cách xa chỗ của nhạc ngưng và Phục Linh. mươi 84, không nhìn thấy Tần Hoan. Phục Linh Nhìn thấy Phục Linh và nhạc ngưng cách mình càng ngày càng xa, Tần Hoan bất đắc dị trao mày. Đám đông cùng nhau đi về một hướng, Tần Hoan liên tiếp bị chen lấn đi càng ngày càng xa. Bên này Phục Linh và Nhạc Ngưng cũng rất sốt ruột, Phục Linh khóc nức nở tiểu thư bị tách khỏi chúng ta rồi bây giờ phải làm sao đây nhạc ngưng vội nói ngươi không phải lo lắng hai con đường nhỏ này đoạn cuối hợp lại cùng một chỗ chúng ta cứ đi theo dòng người qua đó là được tiểu thư nhà ngươi chắc chắn cũng sẽ chờ ở chỗ cuối đường phục linh gật đầu tiểu thư nhà nàng chỉ có mỗi một mình cũng không biết có bị người ta đụng chúng hay không tần hoan bên kia nghe thấy người xung quanh nói chuyện cuối cùng cũng biết bọn họ muốn đi đến chỗ nào Lần trước song thanh ban đến Cẩm Châu giờ đã được 10 năm rồi. Đúng vậy, bọn họ nổi tiếng nhất trong số các cánh hát phía Nam, nghe nói ở kinh thành chỉ có danh môn vọng tộc mới có thể nghe được buổi diễn của bọn họ. Hiện tại họ quay về Cẩm Châu chính là trở về cội nguồn, tạo phúc cho bách tính nhỏ bé chúng ta. Phải đó, tiểu dân chúng ta làm sao có thể nghe được buổi diễn của bọn họ chứ? Tần Hoan vừa nghe nghị luận vừa nương theo đám người càng đi càng xa về phía trước, sau đó nàng lại giật mình hóa ra là song thanh ban đến cẩm châu biểu diễn vào lễ thu tịch, chẳng trách mọi người hăng hái như vậy. Hơn 10 năm trước song Thanh Ban trở nên nổi tiếng bắt đầu từ phía Nam Cẩm Châu Phủ và Kiến Châu Phủ, cũng chính thức được coi là gánh hát phía Nam, sau này chặng đường 10 năm càng ngày càng thành công. Tuy tên tuổi của họ ở Kinh Thành cũng không so sánh được với các gánh hát phía Bắc đã căm dễ lâu đời, cũng không đến mức quá khó để mua vé. Thế nhưng cũng có rất nhiều quý nhân đến tán dương các buổi diễn của bọn họ. Chỉ là không biết bên kia Phục Linh có cái gì náo nhiệt mới khiến cho mọi người chia thành hai nhóm người. Trong lòng Tần Hoan hơi nghi hoặc, vừa mới nhìn về phía trước thì phát hiện hình như cuối con đường này nối liền với phố ban nãy, vậy nên Tần Hoan quyết định cứ tiến lên theo dòng người về phía trước. Chẳng bao lâu sau nàng đã nghe thấy tiếng trống và tấu nhạc sôi nổi vang lên, đúng là song thanh ban đã bắt đầu làm nóng sân khấu rồi. Tần Hoan đeo mặt nạ, mới nhìn xong thì cảm giác hơi hung ác, bởi thế nên người bên cạnh tự giác cách xa nàng một chút. Mà Tần Hoan quét mắt một cái, người xung quanh cũng đa phần là đeo mặt nạ, trên đó đều là hình mấy con thú lành, chim lành hoặc mấy hoa văn đẹp đẽ. Tần Hoan không thèm để ý, tiếp tục đi theo đám đông tiến về phía trước, rất nhanh sau đó Tần Hoan đã thấy được sân khấu của sông Thanh Ban. Sông Thanh Ban đã bao hết toàn bộ một tòa trà lâu. Trà lâu được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế được bố trí ngay ngắn từ trong ra ngoài. Hiện tại trên sân khấu, nhạc công bên trái đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn chính giữa sân khấu có một màn che đang buông xuống. Mơ hồ có thể nghe được tiếng người đang khẽ ngâm nga bên trong, có lẽ là đào kép đang tập dượt. Trước đây Tần Hoan không thích nghe hí khúc, thế nhưng mẫu thân lại cực kỳ thích nghe bởi vậy khi nàng nghe thấy điệu nhạc cùng giọng ngâm nga bên trong thì đại khái nàng cũng có thể đoán được sắp tới sẽ diễn vở tuồng nào. Hôm nay Thanh Ly Sư Phụ muốn lên sân khấu. Vở hôm nay là, tin kiều hội, là vở diễn sở trường của Thanh Ly Sư Phụ. Chắc là không đâu, Thanh Ly Sư Phụ từ lâu đã lui về làm bầu gánh của song Thanh Ban rồi, trừ phi quý tộc kinh thành chỉ đích danh chứ nếu không thì không ai nghe thấy bà ấy lên tiếng đâu. Hiện tại đào kép nổi danh nhất của song Thanh Ban có hai người, đều là tiểu bối, một người là Thanh Lan còn một người là Thanh Nhàn, đều là đồ đệ dưới tay của Thanh Ly sư phụ. Hôm nay người lên sân khấu chính là Thanh Nhàn. Đứng bên cạnh Tần Hoan đại khái là người hâm mộ của Song Thanh Ban, nên mới có thể dễ dàng nói ra tên của mấy đào kép trong đó. Tần Hoan không biết mấy chuyện này, nếu như Nhạc Ngưng và Phục Linh ở đây có lẽ nàng cũng sẽ ở lại để nghe tiên kiều hội này. Thế nhưng nàng bị lạc thì chắc chắn Phục Linh sẽ rất lo lắng nàng đành phải tự mình chen lấn lên phía trước vừa chen được vài bước thì trong khóe mắt nàng bỗng nhiên lướt qua một bóng người lẫn trong đám người ở phía trước bên phải nàng người đó cũng đang muốn đi ra ngoài người mặc áo bảo màu lam kia tần hoan cực kỳ quen thuộc không phải nhạc thanh thì còn có thể là ai tần hoan trao mày chẳng lẽ nhạc thanh diều thái trưởng công chúa lên thuyền rồi đến tìm bọn họ luôn rồi hả tần hoan lắc lắc đầu không thể nào thuyền của An Dương Hầu Phủ đi hoàn toàn ngược lại với hướng nàng đang đi, nếu như đấy thật sự là nhạc thanh thì không thể nào lại đi ở đằng trước nàng. Thế nếu không phải nhạc thanh thì là ai? Đáy lòng tần hoan vừa nổi lên nghi vấn thì dưới chân đã bắt đầu bước đi, nàng cố chen lấn đi theo hướng người đó, khó khăn lắm nàng mới thoát ra khỏi đám đông thì nàng đã thấy người đó chạy đến bên trong một con hẻm nhỏ ở phố khác, bóng người chớp lên một cái rồi biến mất. Khóe môi tần hoan nhếch nhếch, Nàng chỉ do dự trong giây lát rồi vội vàng đuổi theo. Phục Linh và Nhạc Ngưng cũng không biết vì sao đám đông lại chen lấn lên đằng trước, không bao lâu sau hai người liền biết rõ, hóa ra ở cuối con phố này là nơi mà những phú hộ trong thành phát lương thực cứu tế và tiền bạc cầu phúc. Phục Linh nhìn xung quanh một chút, đa phần những người chen lấn qua đây đều nghèo túng ăn mặc mộc mạc, còn những người y phục chỉnh tề đều đi qua bên Tần Hoan kia. Phục Linh mím môi, cắm đầu đi lên phía trước, hận không thể đi hai bước liền có thể đi đến cuối đường. Cũng may đám đông đến lĩnh lương thực tiền bạc rời đi rất nhanh, Phục Linh và Nhạc Ngưng đến được đoạn cuối phố thì thời gian cũng chưa đến nửa khắc. Nhạc Ngưng đi lướt qua một con phố nhỏ, vừa nhìn về hướng tần hoan đi ban nãy đã thấy được sân khấu của song Thanh Ban, nàng lập tức cười khổ. Hóa ra là song Thanh Ban mở màn, chúng ta cứ từ từ, có lẽ tần hoan vẫn còn đang chen lấn ở phía sau. Phục Linh cũng biết song thanh ban, mặc dù địa vị của con hát và đào kép ở Đại Chu vẫn thấp, thế nhưng có thể trở thành đào kép thì sẽ có người tân bốc, sức ảnh hưởng rất lớn. Cũng giống như song thanh ban này, chỉ cần nói ra tên gọi thì đã có vô số quan lại quyền quý chờ được xem. Mọi người đã tập hợp lại ở bên kia sân khấu, sao vẫn chưa thấy tiểu thư đâu? Phục Linh siết chặt mép áo, tâm trạng hơi lo lắng. Nhạc ngưng nheo mắt, Đi lên phía trước hai bước quan sát, nàng vừa nhìn thấy đã vội nhíu mày. Đám người tầng tầng lớp lớp bao vây khắp trong ngoài con phố, Tần Hoan có muốn đến đây thì có lẽ cũng sẽ tốn rất nhiều sức. "Đừng lo lắng, Tần Hoan phải tìm cách để phát hiện ra chúng ta, đi ra đây, chúng ta phải đứng ở chỗ nào dễ được nhìn thấy nhất." Đám người đều đổ dồn đến nghe xong thanh ban hát hí khúc nên đầu phố bên kia đã trở nên vắng vẻ, nên Nhạc Ngưng dẫn Phục Linh đi sang bên cạnh mấy bước. Chỉ cần nhìn sang đây là có thể thấy bọn họ. Nhạc Ngưng tin tưởng với trí thông minh của Tần Hoan thì đương nhiên sẽ tìm ra cách nhanh nhất để gặp được bọn họ. Hai người Nhạc Ngưng đi nhanh nhưng dựa theo tính toán của nàng thì tối đa nửa khắc sau Tần Hoan cũng nên chen được ra ngoài, thế nhưng nàng và Phục Linh đã đứng chờ được một khắc rồi mà Tần Hoan vẫn chưa thấy đâu. Sao tiểu thư vẫn còn chưa ra ngoài, có phải chạy đi lối rẽ nào khác rồi không? Phục Linh lo lắng không thôi xin quần chúa chờ ở đây chút, nô tỳ chạy vào trong đó tìm tiểu thư. Nhạc ngưng giữ chặt lấy phục linh, đang định khuyên một câu thì phía sau lưng nghe thấy có một người khẽ nói. muội muội các người cũng đến đây xem buổi diễn của song thanh ban hả. Nhạc ngưng quay đầu lại thì thấy mấy người nhạc ngưng đang đi đến. Trên tay Yến chỉ và Nhạc Giá không cầm cái gì nhưng Ngụy Môn Chi lại cầm theo một cái đèn lồng cùng với một thanh kiếm nhỏ bằng gỗ đào. Nhạc Giá hỏi một câu sau đó lại đảo mắt nhìn cảm thấy có gì đó không đúng. Đang định hỏi thì Nhạc Ngưng đã nói lời nghiêm trọng. "Ca ca, không thấy Tần Hoan đâu nữa." Nhạc Ngưng vừa nói xong thì vẻ mặt của ba nam nhân đối diện đều biến sắc. Chương 85: Sát ý. "Chẳng phải cửu cô nương đi cùng muội sao? Sao giờ không thấy nữa?" Sắc mặt Nhạc Giá cũng trầm trọng, Nhạc Ngưng vội nói. "Chúng ta bị dòng người chen lấn, cửu cô nương bị cuốn đến con phố này." Chúng ta vốn tưởng rằng nàng sẽ đi đến cuối phố nên mới đứng ở chỗ này đợi, nhưng đợi đã lâu rồi cũng chưa thấy nàng đi ra. Nhạc Giá xa sầm, có khi nào bị chen đến chỗ khác rồi, cũng có khả năng nàng núp ở chỗ nào đó rồi mới quay về tìm bọn muội. Nói xong Nhạc Giá nhìn về phía sân khấu của sông Thanh Ban cách đó không xa. Người ở đây đông lắm nên đi qua cũng không dễ, hai người bọn muội cứ đứng đợi ở đây đi, mấy người bọn ta đi tìm. Nhạc giá nói xong thì quay sang nhìn Ngụy Môn Chi. Ngụy Môn Chi lại nói. Xin thế tử căn dặn, ở đây đông người, nếu như cửu cô nương bị chen lấn ngã xuống thì cực kỳ không ổn. Nhạc giá gật đầu. Làm phiền Ngụy Huynh quay lại con phố bên kia nhìn xem, xem xem cửu cô nương có trở về tìm ngưng nhi không, ta và chỉ điện hạ đi về hướng bên này. Tần Hoan chính xác có khả năng sẽ quay về cho nên Ngụy Môn Chi gật đầu, đang định xoay người đi thì nhạc mương vội nói. Tần Hoan cầm đèn hoa lan, trên mặt đeo mặt nạ dài trái. Mọi người cứ dựa vào đó mà đi tìm. Nhạc giá nhận ra mấy người nhạc ngưng là vì y phục của nàng. Nhưng đi tìm Tần Hoan đang đứng lẫn trong đám người chen lấn xô đầy thì không thể nhanh như thế nhận ra được. Cho nên nhạc ngưng mới nhắc nhở. Ngụy Ngôn Chi gật đầu, sau đó cần đèn lồng và kiếm gỗ lên đi về hướng con đường ban nãy nhạc ngưng vừa đi qua. Ngụy Ngôn Chi vừa đi thì nhạc giá nhìn sang Yến Trì, Yến Trì lại nói. Khả năng cửu cô nương quay về tính ra là rất nhỏ, còn khả năng lớn nhất chính là bị dòng người xô đến một chỗ nào đó khác. Nói xong Yến chỉ giơ tay lên chỉ. Giá huynh đi tìm thẳng theo phố này, ta đến chỗ khác xem xem. Ánh mắt Yến chỉ vừa động, nhìn về dãy nhà bên rìa phải của khu phố chợ, những nhà này đa phần là buồng sau của trà lâu tử quán phía trước. Từng con ngõ nhỏ chẳng chịt không biết là thông đến đâu. Yến Trì cảm thấy được Tần Hoan cực kỳ có khả năng sẽ đi đến những chỗ như này. Nhạc Giá gật đầu, "Được, vậy ngươi cũng cẩn thận một chút." Sắc mặt Yến chỉ lạnh lùng, gật đầu rồi sau đó liền cùng với Nhạc Giá tiến lên chen chúc vào trong đám người. Hốc mắt Phục Linh ửng đỏ, cũng định đi theo sau nhưng Nhạc Ngưng đã giữ chặt nàng lại. "Để cho bọn họ đi tìm, cái thân thể nhỏ bé này của ngươi chỉ sợ lúc tìm được chủ tử ngươi về rồi thì chính ngươi lại mất tích." Phục Linh cũng biết đạo lý này thế nhưng vẫn lo lắng, hai tay nàng siết chặt lại với nhau. Vẻ mặt nhạc ngưng cũng chịu nặng, lúc các nàng đi ra thì người hầu bên cạnh cũng lưu lại bên cạnh xe ngựa, hiện tại muốn cho người quay về báo tin một cái cũng không được. Nhạc ngưng nhìn sang bên phía hồ lệ thủy rực rỡ sắc màu, nếu như tối nay tần hoan thật sự xảy ra chuyện ở đây thì nàng đúng là phạm tội tài trời, cực kỳ có lỗi với tần hoan rồi. Nhạc ngưng sốt ruột nên đi qua đi lại, Phục Linh cũng nhịn không được mà cắn chặt môi. Tiên kiều hội của song Thanh Ban đã bắt đầu sướng khúc. Phố bên kia vẫn còn có người tiếp tục chen chúc về đây nên có thể nói là nhạc giá nửa bước cũng không tiến lên được. Yến chỉ cũng dùng sức mới tiến lên, vừa chuyển mắt hắn đã thấy được một con ngõ nhỏ ở bên cạnh, đột nhiên hắn không suy nghĩ gì cả mà cứ thế chen lách để đi về hướng ngõ nhỏ. Khoảng cách sân khấu mỗi lúc một xa nên đám đông càng lúc càng vắng rất nhanh yến chỉ đã đến được đầu ngõ. chính vì thanh danh của song thanh ban rất lớn nên ngay trong ngõ nhỏ cũng đứng đầy người. yến chỉ nhìn lướt qua người đeo mặt nạ cũng không ít nhưng đa phần là chim xanh, phượng hoàng, kỳ lân không có ai đeo mặt nạ dài trái cả khiến cho hắn nhíu chặt lông mày. chẳng lẽ là hắn đoán sai rồi? yến chỉ tiếp tục suy đoán rồi chạy sâu vào trong ngõ nhỏ. hắn ngừng chân lại một lúc để quan sát. Tần Hoan bị người ta chen đến đây, khả năng lớn là sẽ tránh ở trong này một lúc, tuyệt đối sẽ không đi sâu vào bên trong mõ này, vì đi vào rồi mọi người sẽ rất khó để tìm thấy nhau. Nghĩ như vẫn nên Yến chỉ quay người rời khỏi chỗ này, nhưng vừa mới quay đi thì khóe mắt hắn lại nhìn thấy một ánh lửa yếu ớt, cách chỗ hắn đứng khoảng 7, 8 trượng phía sâu bên trong mõ nhỏ, hình như có một mọn đèn rơi trên mặt đất. Yến Trì lập tức lo lắng hẳn lên, sắc mặt xa sầm, Hắn bước đến, rất nhanh đã đến phía trước ánh lửa kia. Quả nhiên đây là một mọn đèn bị rơi trên mặt đất, Yến Chỉ nhặt đèn lên, vừa nhìn thấy thì hốc mắt hắn run rẩy không thôi. Đây đích thực là một mọn đèn vẽ hoa lan. Người thợ làm ra đèn này cũng rất khéo léo, mặc dù đèn bị rơi dưới đất thế nhưng chụp đèn vẫn chưa bị hỏng, chỉ có dầu thắp đèn là bị vẩy tung ra ngoài, vì thiếu dầu nên lửa đèn mới sáng yếu ớt. Đèn này tuy không phải đồ cao quý gì thế nhưng đối với gia đình bình thường mà nói thì cũng không rẻ, nên đương nhiên không thể đang yên đang lành mà vứt đi như thế này được. Chỉ có một khả năng duy nhất là chủ nhân của đèn này vì vội vàng hấp tấp nên mới để rơi đèn, thậm chí còn không có cơ hội quay lại nhặt lên. Yến chỉ chỉnh lại chụp đèn rồi vừa cầm đèn vừa tiếp tục đi về phía trước. Còn mõ này rất sâu, thậm chí ánh lửa sáng trưng bên ngoài cũng không thể chiếu được vào đến trong này đằng trước tối đen như mực không biết là thông đi đâu đang yên đang lành vì sao tần hoan lại đến đây sự việc quá khác thường có lẽ không phải chỉ đơn giản như hắn nghĩ yến chỉ cau mày đột nhiên nghĩ đến hôm đó trong an dương hầu phủ có kẻ đóng giả nữ thi không đầu đến dọa tần hoan và những lời đồn đại không biết làm thế nào lại phát tán ra hai sự việc này đều là những chuyện rất bất lợi đối với tần hoan chẳng lẽ lại trong lòng đột nhiên nôn nóng Yến Chỉ cất bước nhanh hơn trước. Đèn này bị rơi trên mặt đất. Chẳng lẽ Tần Hoan đã bị người ta bắt đi rồi? Đột nhiên có vô số suy nghĩ đáng sợ xông ra trong đầu Yến Chỉ. Mặc dù Tần Hoan y thuật cao minh thế, nhưng rốt cuộc thì vẫn là một thiếu nữ tử tay chói gà không chặt. Mà thế gian này có thể làm chuyện đáng sợ với nữ tử thì thật sự có nhiều lắm. Yến Chỉ vận nội lực, nhìn trước nhìn sau thấy bốn phía không có ai bỗng nhiên hắn nhảy vọt lên trên nóc nhà đứng ở trên nóc nhà tầm mắt ngay lập tức được mở rộng rất nhanh yến trì đã phát hiện ra con hẻm này thực ra là thông đến một đầu khác của chợ đèn khắp trên phố này đều là những hộ gia đình phố quý quyên góp tháp đèn theo ánh mắt yến trì nhìn qua thì chỗ này đèn hoa lộng lẫy ánh sáng cực kỳ rực rỡ yến trì đã hạ quyết tâm nếu tần hoan đi ra từ ngõ nhỏ rồi đi tiếp đến chợ đèn thì không thể tốt hơn chợ đèn đông người, người qua người lại tấp nập như mắc cửi nên không ai có thể tùy tiện làm ra chuyện gì với nàng cả. Yến chỉ đứng ở trên nóc của một nhà nào đó, vừa nhìn chằm chằm vào trong ngõ nhỏ vừa nhìn tiếp về phía trước, trong ngõ nhỏ tối đen như mực, thỉnh thoảng mới thấy được cửa sau của nhà người ta. Hắn lại đi tiếp thêm vài bước, trong lòng càng lúc càng chua xót, càng lúc càng nặng nề, hắn biết cho dù cuối con ngõ nhỏ này có đèn hoa lộng lẫy đi chăng nữa thì Tần Hoan cũng sẽ không lựa chọn con đường tối tăm dơ bẩn này để đi qua, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là là có người dẫn dụ nàng vào đây. Bước chân Yến Chỉ lại nhanh hơn nữa, mấy viên mối vỡ vụn dưới chân hắn rồi rơi rào rào xuống dưới, hộ gia đình bên trong nhà vừa kinh ngạc vừa gầm rú phẫn nộ. Nhưng đến khi bọn họ chạy ra ngoài xem thì trong đêm đen chỉ còn lại vài cơn gió lạnh đầu thu hô hấp yến chỉ loạn nhịp trái tim cũng đập như trống trận tâm trạng bất an thế này đã rất nhiều năm nay rồi hắn chưa từng trải qua lửa bên trong ngọn đèn hoa lan đã tắt thế nhưng hắn vẫn nắm chặt cán đèn trong tay không biết chủ nhân của nó đang ở đâu có bình yên hay không yến chỉ hít vào thật sâu ánh mắt lướt về phía mấy tháp đèn ở ngay trước mặt tháp đèn cao khoảng ba tầng lầu dùng cây trúc để dựng thành giá đỡ trên mỗi một giá đỡ lại treo mấy trăm ngọn đèn lồng hình dáng không giống nhau trong lễ tu tịch này ngoại trừ đèn thuyền dưới hồ làm cho người ta cảm giác ra sự hoa lệ bậc nhất thì chỗ này cũng là một vị trí cực kỳ đông đúc thế nhưng vì con phố bên cạnh có sân khấu của sông thanh ban thế nên trên đường này cũng không còn lại bao nhiêu người cho dù là có thì cũng đang định đi vòng qua đằng trước để chạy thẳng đến chỗ sân khấu của sông thanh ban yến chỉ tập trung hết sức lực vào đôi mắt quét qua từng ly từng tí trên con phố tràn ngập tháp đèn sáng như ban ngày kia yến chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng không đơn giản cho nên cũng không ôm hy vọng quá nhiều vào việc có thể tìm thấy tần hoan ở đây thế nhưng ngay lúc hắn nheo mày nhìn về phía xa kia thì trên phố dài xuất hiện một bóng lưng xinh đẹp nhỏ bé hấp dẫn đi lực chú ý của hắn bóng lưng đó chỉ lẳng lặng đứng trên phố dài đối lập hoàn toàn với đám người qua đường đang nhốn nháo chạy về hướng song thanh ban kia mặc dù còn chưa nhìn thấy chính diện thế nhưng Yến Trì chỉ, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra được. Bộ y phục với váy dài màu xanh thiên thanh, còn có áo choàng trên bả vai cộng với suối tóc đen như mực đó. Dù có cách từ xa cũng cảm nhận được khí chất thanh tịnh đơn thuần như hoa lan, đó không phải tần hoan thì là ai. Ngay lúc trong lòng Yến Trì còn đang sôi sùng rục thì bóng người kia quay đầu lại đây. Vừa quay lại quả nhiên Yến Trì thấy trên mặt người đó là một tấm mặt nạ dài trải xấu xí hung ác là tần hoan, đúng là tần hoan rồi. Khóe hội yến chỉ dương lên theo bản năng, trái tim căng thẳng cũng được buông lỏng xuống, nhưng ngược lại khi huyết lại sụp sôi, hắn hận không thể ngay lập tức nhảy đến bên cạnh tần hoan. Yến chỉ vẫn nhìn chằm chằm về phía tần hoan, hắn phát hiện nàng cứ đứng im ở đó không có ý định nhúc nhích, mà nàng đang nhìn người qua lại trên đường cứ như đang tìm cái gì đó. Yến chỉ thấy hơi nghi hoặc, ngay lúc hắn chuẩn bị băng qua dãy nhà và con mõ nhỏ thì đột nhiên nhìn thấy tháp đèn sau lưng tần hoan rung chuyển mặt hắn biến sắc trong lòng dâng một dự cảm chẳng lành rất nhanh sau đó hắn đã nhìn thấy mấy trăm ngọn đèn lồng trên tháp đèn khổng lồ dường như muốn sập xuống đè ngay lên đầu tần hoan mà tần hoan vẫn đứng nguyên ở giữa phố nàng hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm ở sau lưng yến chỉ trợn chừng đôi mắt hắn lấy hết sức lực mà liều lĩnh phóng đến phía sau tần hoan phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn